Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong thực tế, khi mà các bạn có nhiều đường Ethernet và muốn cấu hình các đường này để dự phòng và cộng gộp để tăng băng thông thì chúng ta sẽ cần cấu hình load balancing trên router Mikrotik. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cấu hình cân bằng tải, cộng gộp băng thông trên router Mikrotik để dự phòng và tăng băng thông cho đường Ethernet. Load balancing hay còn gọi là cân bằng tải hoặc ở Việt Nam chúng ta hay gọi là cộng gộp băng thông là phương pháp nhằm phân tán lưu lượng truy cập trên nhiều liên kết để có được cách sử dụng liên kết tốt hơn. Điều này có thể được thực hiện cho mỗi gói tin trong mỗi kết nối hoặc mỗi kết nối với nhau. Khi đó, một người dùng trong mạng có thể sử dụng nhiều đường Internet đồng thời. Khi một trong những đường Internet bị lỗi thì traffic sẽ tự động chuyển sang các đường Internet còn lại. Load balancing khác failover ở chỗ load balancing thì sử dụng nhiều đường Internet cùng lúc, còn failover thì chỉ sử dụng một đường tại một thời điểm. Khi đường Internet chính bị lỗi thì router sẽ tự động chuyển sang các đường còn lại. Trong cân bằng tải thì có nhiều thuật toán để phân bổ lưu lượng trên các đường WAN. Trong đó, thuật toán PPC, viết tắt của Per Connection Classifier là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất trên Mikrotik. Các bạn có thể chỉ định cân bằng tải theo địa chỉ IP nguồn, IP đích, port nguồn, port đích hoặc kết hợp các thuộc tính này lại đều được. Trên Mikrotik có hai cách cơ bản để chúng ta có thể cấu hình cân bằng tải, đó là sử dụng giao diện dòng lệnh trong terminal hoặc sử dụng giao diện đồ họa qua web hoặc Winbox. Tuy nhiên thì việc cấu hình cân bằng tải trên giao diện đồ họa mất khá nhiều bước, tốn nhiều thời gian và có thể bị nhầm lẫn. Do vậy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình thông qua giao diện dòng lệnh. Các bạn chỉ cần sử dụng các lệnh có sẵn, chỉnh sửa tên theo thông tin của mình và thực thi lệnh trên Mikrotik là xong. Cách này sẽ đơn giản, nhanh chóng và ít lỗi hơn khi các bạn cấu hình. Để có thể cấu hình bằng dòng lệnh, các bạn cần truy cập vào CLI của Mikrotik. Đối với các router có cổng console thì các bạn có thể sử dụng dây console để kết nối trực tiếp với router. Đối với các router không có cổng console, các bạn truy cập vào giao diện web hoặc Winbox. Giao diện web và Winbox hoàn toàn giống nhau, do vậy các bạn sử dụng cách nào cũng được, mình thì sẽ dùng Winbox. Sau đó thì vào menu New Terminal để truy cập vào CLI. Đây chính là giao diện CLI của Mikrotik. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình load balancing trong hai trường hợp, hai đường WAN và ba đường WAN. Trước tiên các bạn cần hoàn thành cấu hình xong các tính năng như quay PPPoE trên các đường WAN, cấu hình mạng LAN, DHCP server, NAT trên cả ba đường Internet để client có thể truy cập ra Internet bằng một đường WAN bất kỳ trước nhé. Nếu các bạn chưa cấu hình được phần này thì các bạn có thể tham khảo video hướng dẫn cấu hình cơ bản router Mikrotik trên CNTT Shop channel. Mình đã hướng dẫn khá là chi tiết từng phần rồi. Do cấu hình bằng giao diện dòng lệnh cho nên mình sẽ để sẵn các đoạn script cấu hình trên website. Các bạn chỉ cần copy về, sửa một số thông số theo cấu hình của các bạn và dán vào trong terminal là xong. Link của bài viết thì mình sẽ để trong phần mô tả của video. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các đoạn lệnh này. Đầu tiên, với mô hình cân bằng tải hai đường WAN. Như mô hình này, mình có mô hình gồm hai đường WAN. Trên Mikrotik mình đã cấu hình PPPoE và đặt tên là PPPoE VNPT và PPPoE Viettel. Mạng LAN bên dưới mình sử dụng một brick có tên là brick LAN, có giải địa chỉ IP là 192.168.1.0/24 với hai cổng member là port 3 và 4. Các bạn lưu ý các phần name là PPPoE VNPT, PPPoE Viettel, brick LAN và 192.168.1.0/24 sẽ là các giá trị thay đổi dựa trên cách đặt tên của các bạn khi cấu hình. Do vậy, đây là các giá trị các bạn bắt buộc phải thay đổi theo đúng cấu hình của các bạn. Trên Mikrotik mình đã có các interface được đặt tên tương tự. Các bạn lưu ý là tên phải đúng theo cả viết hoa và viết thường nhé. Đây là hai đường PPPoE của mình. Đây là brick LAN. Đây là giải IP LAN được cấu hình trên brick LAN. Các bạn có thể copy các phần name này ra Notepad hoặc Word để tránh nhầm lẫn. Khi đó chúng ta sẽ có hai đoạn script khác nhau cho router OS V6 và V7. V7 sẽ có thay đổi nên mình tách ra cho các bạn dễ sử dụng.
Với phiên bản V6 thì chúng ta sẽ có script này. Các bạn có thể copy ra Word và chỉnh sửa. Các giá trị màu đỏ này các bạn sẽ cần thay đổi theo cách đặt tên khi các bạn cấu hình. Còn các giá trị màu xanh này các bạn có thể thay đổi hoặc giữ nguyên, nó không liên quan đến cấu hình cũ của các bạn. Tuy nhiên các bạn sửa ở phần nào thì phải sửa cả ở những đoạn lệnh bên dưới. Ví dụ connection mark mình đặt ở trên là vào 1, các bạn muốn sửa thành vào Viettel chẳng hạn thì các bạn sẽ cần phải sửa cả ở phía dưới này thành vào Viettel, chỉ đơn giản vậy thôi. Đối với các phiên bản Router OS version 7 thì chỉ có khác biệt một chút là chúng ta sẽ cần tạo các routing table trước. Với phiên bản 6 thì khi các bạn add new routing mask thì các bạn có thể nhập tên được. Còn trên phiên bản 7 thì các bạn cần vào menu routing table và tạo hai routing table là DRAG1 và DRAG2 trước. Nó sẽ có thêm 3 câu lệnh này. Khi đó các bạn tạo mango với routing mask là DRAG1 và DRAG2 mới được. Và một thay đổi trong phần tạo root, phiên bản 6 sẽ là routing mask, còn phiên bản 7 sẽ là routing table, chỉ có hai thay đổi như vậy thôi. Sau khi thay đổi xong các giá trị màu đỏ theo đúng mô hình của các bạn, chúng ta chỉ cần copy toàn bộ đoạn lệnh này và dán vào terminal là xong. Đoạn script này giống với tên mình cấu hình trên MicroTik nên mình sẽ copy luôn vào. Mình đang dùng router OS V7.1.1 nên mình sẽ copy script bên dưới. Dán vào terminal trong Winbox. Các bạn nhớ Enter ở dòng cuối để thực thi dòng này nhé. Khi đó thì trên giao diện đồ họa các bạn sẽ thấy các mango được cấu hình tương tự như chúng ta thao tác trên giao diện web. Nhưng thay vì làm trên web mất nhiều thao tác thì các bạn chỉ mất khoảng 1 đến 2 phút là chúng ta cấu hình xong rồi và nó cũng giảm thiểu sai sót khi cấu hình. Đối với mô hình cân bằng tải 3 đường WAN thì cũng tương tự thôi, mình có thêm một đường WAN là PPPoE-FPT. Khi đó mình chỉ cần copy thêm một câu lệnh cho WAN 3 trong từng phần là được, nếu các bạn có 4 WAN thì cũng tương tự. Với 2 WAN thì ở đây sẽ là 2.0, 2.1. 3 WAN sẽ là 3.0, 3.1, 3.2. Tương tự, 4 WAN sẽ là 4.0, 4.1, 4.2 và 4.3. Còn tại mỗi cụm thì cụm lệnh này các bạn sẽ thêm một dòng nữa cho WAN 4 là được. Tuy nhiên thông thường chúng ta chỉ cần 3 WAN là đủ cho mô hình lớn rồi, nên mình sẽ để script với 3 WAN thôi. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình load balancing hay còn gọi là cộng gộp băng không trên router MicroTik. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi với nhau nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.